Tiếp tục series hôm nay nữa nha các bạn. Bên shop xe máy cũ hiện còn đang còn có 7-8 chiếc như thế này nha các bạn. Mỗi chiếc như thế này thì 12 triệu nha các bạn. Đó. Thì còn riêng hết nha các bạn, từ dàn máy cho đến dàn ngồi nghe. Trong cái video này thì cũng có khá là nhiều những chiếc rim như thế này nha các bạn. Nên là shop rim Việt mình nghe. Rồi tiếp tục đến chiếc thứ hai. Là chiếc Sirius. Xe này thì bánh tâm tháng đầm. Cả việc đăng ký năm 2016 các bạn. Cái dòng xe này thì đối với cái dòng xe Sirius này thì cực bền luôn nha. Chiếc này thì 8 triệu nha các bạn. 8 triệu. Đó, các bạn nên chọn cái dòng Sirius này nè, tại cái dòng xe này là cực bền. Rồi tiếp đến nữa là chiếc rim nữa nha các bạn. Chiếc rim Thái. Máy móc nó thì đã qua sửa chữa rồi nha các bạn, chứ không phải là còn rim. Nước sơn đồ nói chung là cũng đã qua sửa chữa rồi, nên là chiếc này có giá trị là nó cũng thấp thôi, chứ không có còn cao như lúc mà còn rim nha. Thì 9 triệu nha các bạn. 9 triệu. Máy móc đã được làm lại hoàn chỉnh, rất là sạch sẽ và gọn gàng nha. Rồi chiếc tiếp theo cũng vậy nha các bạn. Chiếc này thì vẫn làm lại rồi nha, chứ không phải là còn riêng. Đó, chiếc này thì 8 triệu nha các bạn. Niền đầm đồ rất là ok, sáng sủa, máy móc đồ là êm hết nha. Nói chung là chúng ta chỉ về đây thôi, chứ không có cần phải sửa chữa gì nữa hết nha. Đây là những cái xe chính hãng không nha các bạn. Chứ những cái xe nào mà Trung Quốc thì mình sẽ nói Trung Quốc nha. Rồi đến chiếc tiếp theo nữa nha, cũng là một chiếc rim Thái nữa. Xe này thì vẫn qua sửa chữa rồi nha các bạn, chứ không phải là còn rim nha, vẫn qua sửa chữa rồi. Thì chiếc này cũng 8 triệu. Thì sửa chữa những gì thì ở đây mình cũng tư vấn cho các bạn luôn. Nói chung là những cái nào mà nó hư hao, nó xét ấy, thì đa số là đều được thay thế nè các bạn. Chứ không có để. Rồi đến chiếc Quay Alpha. Xe này thì cà vẹt đăng ký năm 2012 nha các bạn. Nó cũng khá là lâu rồi nha, nhưng mà cái dòng Quay Alpha này thì cũng cực kỳ bền nha. Chiếc này là 6 triệu rưỡi nha. Nói chung các cái dòng xe mà Quay Alpha thì tầm 6 triệu nha các bạn. Tầm 6 triệu đến 7 triệu à. Khoảng giá khoảng cỡ đấy. Rồi tiếp đến nữa nha các bạn, là chiếc Sirius nha. Xe này thì đã tăng trang lại theo phong cách của thanh niên nha. Xe này tại vì thanh niên là tăng trang đi rồi. Chiếc này thì chỉ có 6 triệu thôi nha các bạn. Nếu mà thanh niên nào mà có ý định mà sửa soạn xe kiểu cách như vậy để đi thì nên chọn chiếc này. Giá nó cũng rẻ. Rồi đến một chiếc Sirius nó còn nguyên riêng nha các bạn. Xe này thì bánh mâm thiên đĩa đàng hoàng luôn. Cà vẹt đăng ký năm 2013. Thì chiếc này thì 11 triệu nha. 11 triệu. Có giấy tờ cà vẹt đồ đầy đủ hết nha. Xe này còn riêng hết nha các bạn. Máy móc cũng còn riêng chứ chưa có bung. Các bạn muốn xem cái xe rõ hơn thì nhắn tin vào shop để shop kiểm tra rồi gửi video xe qua bạn xem rõ ràng hơn nha. Cái chiếc này vẫn như nhau thôi nha các bạn, cũng vẫn 11 triệu luôn nha, vẫn còn riêng hết. Thì các bạn mà muốn xem kỹ video từng chiếc thì bạn cứ nhắn tin qua shop nha, để shop kiểm tra là cái xe đó đã bán chưa. Nếu mà chưa bán thì shop sẽ gửi video qua cho các bạn xem lại chiếc xe mà bạn muốn mua nó như thế nào để nó rõ ràng nha. Tất cả đều là miễn phí nha các bạn. Rồi cái chiếc Jupiter nha. Chiếc này chỉ có 6 triệu thôi nha các bạn. Nó có thiên đĩa luôn nha. Jupiter nha. Đó, có thiên đĩa đàng hoàng luôn. Cái dòng này là trâu lắm nha các bạn. Cực kỳ bền luôn. Dòng này nó cao hơn cái dòng Sirius nữa nha các bạn.
Rồi tiếp tục chúng ta đến xe khác nữa nha. Rồi tiếp đó nữa là một chiếc Sirius nữa. Xe này thì quá là đẹp luôn nha các bạn. Cà vẹt nó đăng ký năm 2014 các bạn. Đó, chiếc này thì 8 triệu nha các bạn. 8 triệu. Nó khá là đẹp nha. Chiếc này là còn riêng cứng hết nha các bạn, 100% hết nha. Chỉ có 8 triệu thôi, có giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh luôn nha. Rồi tiếp tục đến chiếc Vision nha. Chiếc này thì 14 triệu nha các bạn. 14 triệu Vision. Có nhiều bạn nhìn nhầm chiếc Vision với lại SH nha. Xe này thì nói chung thì máy móc vẫn còn ring ok hết nha. Áo quần thì vẫn dậy, sáng bóng đẹp. Máy thì êm chứ không có kêu gì hết nha. Nói chung là chúng ta chỉ về đây thôi. Rồi đến chiếc Dream Thái nữa nha các bạn. Chiếc này thì giá của nó thì 7 triệu rưỡi nha các bạn. Đó, tại vì chiếc này thì đã được làm lại rồi nha. Nói chung là chiếc này đó, nói chung là 7 triệu rưỡi. Thì bạn nào muốn xem xe rõ hơn nữa thì cứ nhắn tin qua shop nha. Tại vì cái xe này nó cũng xuống cấp rồi nha các bạn. Đó, nó chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nha. Rồi quay S, chiếc này thì 5 triệu nha các bạn. Tại vì nó cũng khá là lâu rồi nha. 5 triệu. Giấy tờ thì đầy đủ. Nói chung bên ngoài thì cũng có qua sửa chữa mà máy thì chưa có rờ nha. Máy thì vẫn còn nguyên riêng. Còn dàn ngoài thì có qua sửa chữa rồi nha. Giá nó chỉ có 5 triệu thôi. Tiếp tục nữa, quay RSX nữa nha các bạn. Xe này thì còn riêng cứng nha. Máy móc từ bên máy ra tới dàn áo, nhúng đồ, nói chung là các kiểu cũng vẫn còn riêng hết. Chiếc này thì 6 triệu rưỡi nha. Niền đầm đồ là sáng đẹp nha, chứ không phải là xét hay là tróc sơn gì nha. Chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Rồi tiếp đến nữa là chiếc Sirius. Xe này là bánh tăm nha các bạn. Chiếc này thì 8 triệu nha. Đầm niền đồ các kiểu. Xe này là vẫn còn mới và đẹp lắm. Nói chung là xe này thì cực đẹp luôn. Theo như mình thấy thì những cái dòng xe Sirius này nó rất là bền nha các bạn. Rất là bền luôn. Chiếc này chỉ có 8 triệu thôi nha. Rồi tiếp đến nữa là một chiếc Quay S110. Xe này thì còn nguyên riêng và cũng còn khá là đẹp nha. Chiếc này phải nói là rất là đẹp luôn. Chiếc này cà vẹt nó đăng ký năm 2016 nha các bạn. Đó, chiếc này thì 9 triệu nha. 9 triệu. Rất là tuyệt vời luôn. Thì tất cả các xe đây đều là ship miễn phí nha các bạn. Nhận xe thanh toán không phải cọc bất cứ 1.000 nào hết nha. Để các bạn là yên tâm, không có lo gì hết nha. Tiếp theo nữa là chiếc Sirius bánh tăm thân đĩa nha các bạn. Chiếc này thì chỉ có 8 triệu thôi nha. Cà vẹt nó đăng ký năm 2013 nha. 8 triệu. Tại vì nó là bánh tăm các bạn nên là nó rỉ. Nhưng mà nó được xe này thì được có cái là thân đĩa nữa nha. Máy móc thì vẫn còn nguyên riêng, áo quần đồ còn riêng hết nha. Rồi tiếp đến nữa là chiếc Futronel nha. Thì chiếc này là 6 triệu rưỡi nha các bạn. 6 triệu rưỡi nha. Xe này thì máy thì cái đầu nèm nó thì đã qua sửa chữa rồi nha các bạn. Đó, chứ còn đầu nèm thì đã qua sửa chữa rồi, nói chung là vậy. Mỗi xe nó có mỗi cái giá trị khác nhau nha. Rồi đến chiếc Jupiter MX nha. Chiếc này thì chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Cái dòng Jupiter này cực trâu luôn. 7 triệu rưỡi. Bạn nào cảm thấy ưng ý thì cứ nhắn tin qua nha.
Rồi cuối video thì mình cũng xin chúc bạn là chọn được cái chiếc xe vừa ấy nha. Rồi mình hẹn các bạn là video tiếp theo nha.